Quay lại phần thẻ Sacombank, bạn nhập số thẻ ATM vào ô số thẻ gồm có 16 số. Tại sao phải xác thực định danh tài khoản? Nhằm xác định chủ sở hữu bằng giấy tờ tùy thân, trùng khớp với thông tin đăng ký với ngân hàng Sacombank Pay. Đối với các bạn không có tài khoản ngân hàng ở Sacombank thì định danh cấp 1, còn bạn đã có tài khoản ở ngân hàng Sacombank thì định danh là cấp 2.